vốn là một người không muốn flexing, nhưng Mane vẫn chấp nhận tham gia bộ phim. Tại sao Sadio Mane là cầu thủ mà bố mẹ, bạn bè, crush của bạn cũng không thể ghét nổi? Mane sinh ra tại Bambali, vùng quê nghèo miền Nam Senegal. Ngay từ bé, gia đình đã mong muốn cậu con trai sắp cánh tử tế để làm giáo viên, nhưng ước mơ cậu bé phải được chơi bóng ở Premier League. Vậy ở năm 15 tuổi, Mane giấu thứ đồ trong lùm cây rồi hôm sau dậy thật sớm lẻn đi. Anh đi bộ một quãng đường dài, vay tiền bạn để mua vé xe lên thủ đô cách đó 400 km. Với bộ quần áo nát và đôi giày rách, anh trở thành học viên sáng giá nhất của học viện. Và như chúng ta vẫn thường nói, phần còn lại là lịch sử. Điều ấn tượng nhất ở đây là quê nhà Sadio có đến 70% hộ nghèo. Cha anh từng qua đời do không có bệnh viện để chữa trị, trong khi em gái cũng phải chào đời tại nhà. Đó là lý do Mane đã bỏ ra 455.000 bảng để xây bệnh viện, trường học tại quê hương. Ở trường học đều được cung cấp thiết bị thể thao tân tiến và học bổng 400 euro cùng laptop là phần thưởng cho những học sinh giỏi nhất. Khi Covid-19 bùng phát, Mane nhanh chóng gửi 40.000 bảng ủng hộ cho công tác chống dịch và chu cấp 70 euro một tháng cho mỗi người dân. Vốn là một người không muốn flexing, nhưng Mane vẫn chấp nhận tham gia bộ phim Made in Senegal để có thêm nhiều người biết về quê hương mình hơn. Lên on TikTok 3 năm.